Chúng điệp xuống bốc mai bóng ổn, lúc lúc rầy nẹ niêm cả nhà chỉ tí mệt rầy. Thế này, chả nẹ niêm khí nhóm xuống lưng dột, chúc chất ta riết dây bà chăm chân nằm tiền đọc bí, xong rập thằng ngày bốt đọc cả. Khai phá cụn chân nằm khá chất thoát xạ bốt tất xạ gái bí bọn bàm rồi học sập bàm mối. Đã trắc lên thằng ngày tỷ mùi khai bị nỉ chân nằm bí bọn mà phải bấy đại miền đôi to tử. Chân nằm chụt, thiết tực, bông tư bà đạp rồi. Rất xây rộp bó ổn lục nè đã cắt khăn ông chân nằm chú thằng ngày ní lọ bóng cú. Rồi múc rộp bó chuông đồ tụt thống, miên ca cả cọp, rí ai bánh hà lùi cá, miên ca khóa khát khá lắng. Đời xa tại thằng ngày ní lục nè trời trong nái tờ lơ cả bóng thay xà lá. Rước bóng thay chân ngục tía, nâng bóng tờ lơ cả trong nái xìm xìm. Trong bố ổn lục nè đã chìa môn trời đi chá, rước bóng lực tam sát thả bàn miền ní thằng ngày ní đài nơi cần lại thờ cá. Miên tập hiệp sập bài rì rì cả cái, nâng miên phiệp xa mạc kì khả nếp khăn ông ổng gặp hiệp. Trong bố hợp rương đã trở bóng bởi giặt, trở bởi giặt trong bố cả thờ đồng nở, rước cả cho tam phùm bà sân chìa. Ách, xông bà ạ cả cho, tờ tiết cần lại đại sáng ngặt bằng sớm miên tiết bà chế chôn. Trong bố, chi vật cửu xa nâng xa nai hả, miên tài ca dô chật khả nế nâng bà em là hai bà đạc như chô mộ. Chô mộc đó chân nam chờ lợi. Chân nam chờ lợi thiết đầy bông mần nụ bổ. Rất xây rộp bó ớt lục nẹ đạc cắt khả nông chân nam chờ lợi thường ngày ní lọ bóng cú. Trong bố mộc rộp bó chuông đô tụi thùng, mân tha ti chật ti chân ngái miên ca gom trò bí xâm nạ tệ thị chùn. Trong bố lục nẹ đạc chìa môn trời rì chá rực bốc lực tam sát thạ bàn niên ní. Có tất tụ bàn nơi ca phá lạp đồ tì cần lãnh rư mục đồng nánh thơm mấy đã xong nâng bòm nòng. Bà ca khua dội đằng trơ nhìn nhầm ở bàn trơn. Rốt nẹ đạc cắt khả nông chân nằm ní. Mình xây chết nhìn nhầm bòn màn tì. Nhìn nhầm đậm bây tự tù chuộc cháy. Nhìn nhầm đậm bây nòm liệu xóm náng. Nhìn nhầm đậm bây ô tiên á tệ thị chuẩn. Rí ai rương đã trơ bòn bà giác. Trơ bà giác trong bùa rộ bò một sử dụt. Rú vị ai thuốc ai lục nẹ miên rộ bộ bàn. Trong bố sài hà nâng cửa xá, miên tạp hiệp rộ cam rộ cố khăn nghị tràn đôi xa tay mà kháng tiết quất chìa mần ủ phụ cái ngọt ngố, nâng tiêm tìa ai lục nẹ chạp ở rõm lực quán. Cho mộc đó chân nam khảl thiết chờ bông dịa sợi. Ôn lục nẹ đã cắt khăn ông chân nam khảl thằng ngày ní hơi đưa xây lạc của trạng đạt. Rồi múc rộp bò chuông đô cạn cọp khả lắng, đôi xa tay ai bán rộp bò ở lục nẹ đài cầm bóng chố, miên đầm rơi cả khả lắng, nâng tự tụ bàn được cả bình chất biên nẹ bà bà. Trong bộ môn trời địch cả, rước bộ lực, tam sự thạ bàn điện địa, thằng ngày đi đài lục nẹ nâng tự tụ bàn nơi rộng hoàn lực thực chất, bị thân nạn đựng nóm nâng mật ruông cả nghỉ. Trong bộ hợp rương đà trơ prong bà giặt, trơ bà giặt trong bộ cặp bộp lối nâng rộp bò miên đầm lái, pro vi ách bạn. Xâm rạp, chi vật này hà nâng cửu xá, miên tài phiếp em là em lộ của lớn đạc nì. Trong bố chân nam thọ thiết chờ bông mần nụ sợi. Ở lúc nẹ đã cắt khăn ông chân nam thọ thằng ngày đi hơi xây lọ mặt chúng. Rồi múc rộp bó chuông đô tôi thùng miên ca rèn xe khả lăng. Rồi xa tài cả đặc trình chún mần thơ ở. Rồi múc rộp bó chuông đô tôi thùng miên ca rèn xe khả lăng. Đại sao tại cả đặc trình chuôn mần ló thôi ở bạc bạch ấy vắn nâng trớ át tệ tự chuôn sạch bằng tù áo. Tại bó nâng rương đà trớ prong bà giặt. Trớ bà giặt trong bố cả bộ xà rộp nâng tu toát lôi cả chuôn át tệ tự chuôn. Công áo nẹ đọc tay thôi chung nua bố kê á chá liệt. Bếl cấp kênh bà giói bí lộp nẹ bản. Xâm rạp chi vật cửu xa xa nai há. Miên tài ca chá lúc bà cách khả nì khả lăng đại sao tại rương sạch nhiệt tiền xong khang. Chúng mặc đó chân nam rộng thiết miếng bông tê bà đạp rộ. Rất xây rộp bó ớt lục nẹ đã cắt khăn ông chân nam rộng thằng ngày đi làng cực ổn trạch đát. Rồi múc rộp bó chuông đô tôi thông miên ca cả cọp nâng tự tụ bàn nơi ca gom trọ bí xâm nạ tệ thầy chốn chá thầm mây. Chúng bố hướng đã trở bông bà giặt, trở bà giặt mần nụ bó. Trở bà giặt mần nụ xâm tay bà em, bố kê ai ô tiên nẹ ở thế lẽ chô rộn đáng mô rộn nạp bàn. Chúng mặc đó chỉ bật sài hà nâng cửa xá, thằng ngày nít đái miên tập hiệp bà em là em lộ cực lớn đạc ní, nâng tập tụ bàn nơi cả trồm trốn. Nâng tập tụ bàn nơi cả trồm trốn bị đài cú mặc hàng tiệt. Chân nam mặt sảnh thiết phá lưng bông mần nụp rổ, riết xây rộp bó ớt lục nẹ đã cắt khăn ông chân nam mặt sảnh thằng ngày nít, sọc cho dàng khả lăng. Thằng ngày nít đái lục nẹ miên tài rương áp bầm mẹng cô chô mộ. Trong bộ ớt lục nẹ đã chia môn trái địa chí cá, chia bốc cả lực tám sát thạ bàn niên ní, nâng miên ca khoanh công lực khả nê chia mối thân nạn đất nổ mà rưu ai chiên tạo đo cả chốc vì ca nghe có ai thả bàn. Trong bộ rương đã trở bông bà giặt,
ត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះការរកស៊ីខុសនឹងច្បាប់និងការលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់រឿងស្នេហានិងគ្រួសារមានការទាស់ពាក្យសម្ដីគ្នាខ្លាំងរហូតឈានដល់ការបែកបាក់ជុំមកដល់ឆ្នាំមុំមីឆ្នាំមុំមីធាតុភ្លើងពុំទេវតាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកាត់ក្នុងឆ្នាំមុំមីថ្ងៃនេះរាសីល្អជាមធ្យមរាល់មុខរបរតូចធំមានការរាំងស្ទះអីវ៉ាន់និងរាំងស្ទះលុយកាក់ ចំពោះអស់លោកអ្នកដែលជាបុគ្គលិកឬមន្ត្រីរាជការតាមស្ថាប័នមានងារថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកនឹងមានកម្មវិធីជប់លៀងមួយដែលត្រៀមទទួលថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីចំពោះរឿងដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាចរាចរណ៍អាចនឹងត្រូវប៉ូលីសសួរនាំតាក់ទងនឹងការល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ចំពោះលោកអ្នកដែលនៅទំនេរបើសិនជានារីថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅដំណឹង តាក់ទងនឹងការមានគេចង់ចូលមកចង់ស្ពានមានមេត្រីចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នាឆ្នាំមុំម៉ែឆ្នាំមុំម៉ែធាតមាសពងទេវតាស្រីថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកាត់ក្នុងឆ្នាំមុំម៉ែស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងថ្ងៃនេះលោកអ្នកដែលកាត់ក្នុងឆ្នាំមុំម៉ែធាតមាសពងទេវតាស្រី ថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកដែលកាត់ក្នុងឆ្នាំមុំម៉ែរាសីស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងរាល់មុខចំនួនជួញដូរនិងលុយកាក់មានបញ្ហាខ្លាំងដោយសារភ្ញៀវមិនត្រូវចិត្តនិងទំនិញរបស់អ្នកដែលបានផ្ញើជូនចំពោះអស់លោកអ្នកដែលនៅទំនេរថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកអាចនឹងជួបមនុស្សដែលត្រូវចិត្តតាមរយៈការធ្វើដំណើរឬតាមឡានក្រុងចំមកដល់ជីវិតស្នេហានិងគ្រួសារថ្ងៃនេះមានភាពផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នាចំពោះឆ្នាំបូកឆ្នាំបូកធាតុដែកពងយ
chuyên đồ tuổi thống mân thái tì chật tì chẳng ai tốt ban nơi cả còn trộn. Trong phố ở lúc này đã chia môn trời địch cá rửa chữa bộ cơ lực tạm sự thảo bản nhìn nếu. Thế ngày này, bà đi giả cả nơi cần lại thuộc cá, miên phiếp ưu áp nâng sẵn ngặt trường ngùng. Được xa tại bộ cơ lực đã chấp bạp chư trần. Được xa tại bộ cơ lực đã chấp bạp chụp xâm rã, được xa tại miên chụp ngư. Đợt xa bộ cơ lực đã chấp bạp chư trần. Trong phố rương đã trở bóng bây giờ. ត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះអគិភ័យវាអាចកើតមានឡើងដោយប្រការណាមួយចំពោះរឿងស្នេហានិងគ្រួសារមានភាពផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំរកាឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសអស់លោកអ្នកដែលកាត់ក្នុងឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរិស័យស្រុតអស់លោកអ្នកដែលកាត់ក្នុងឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរិស័យស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងរមុករបរជួញដូរទុយធំមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងឬអាចនិយាយបានថាថ្ងៃនេះគ្មានអតិថិជនកំងអីវ៉ាន់សោះ អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមានតែការប្រែប្រួលពី180ដឺក្រេអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមានការប្រែប្រួលពីសូន្យដល់180ដឺក្រេចំពោះអស់លោកអ្នកដែលជាមន្ត្រីរាជការជាបុគ្គលិកតាមស្ថាប័ននានាថ្ងៃនេះមានតែរឿងស្មុគស្មាញពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចំនួនអាចឈានទៅដល់ការប្តឹងប្តល់គ្នានិងអាចឡើងតុលាការសម្រាប់រឿងស្នេហានិងគ្រួសារមានភាពផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នា ចូលមកដល់ឆ្នាំចចំណាំចធាតុដីពងយៈស្រីអស់លោកអ្នកដែលកាត់ក្នុងឆ្នាំចថ្ងៃនេះរិស័យល្អមធ្យមរាល់មុខចំនួនជួញដូរមានការកាក់កបចំពោះអស់លោកអ្នកដែលជាមន្ត្រីរាជការឬបុគ្គលិកតាមស្ថាប័ននានាក៏ទទួលបាននូវការស្ដីបន្ទោសដោយសារតែរឿងជួញច្រឡំអ្វីមួយចំពោះរឿងដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះនារីខារ៉ាអូខេគេអាចនឹងលួងលោមលោកអ្នកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកជាប់អន្ទាក់គេដើម្បីគេគំរាមយកលុយពីអស់លោកអ
Xong rạp rương cửa xa nâng xin hà, mình tập hiệp rồi cảm ơn cô khăn nhạc lặng. Chúc bọc đó chân nằm bằng chọc. Đại chỉ chân nằm có lúc, rít xây rồi bỏ ở lúc này. Chúc bọc đó chân nằm trong cõi kế cứ chân nằm có lúc. Chân nằm có lúc thiết tực bông mà lúc xây. Rít xây rồi bỏ ở lúc này, đại khát khăn nông chân nằm có lúc rít xây là ở bóng cù. Rồi mốc rồi bỏ chuông đồ tốt thùng, miên rương rèn xe. Ây văn phí nhiều. ចំពោះអស់លោកអ្នកដែលជាមន្ត្រីរាជការឬបុគ្គលិកតាមស្ថាប័ននានាក៏ទទួលបាននូវការកោតសរសើរពីឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហារស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខ
Các chiếc cò để xây và chăm thằng ngày xâm rạp chân tiền đọc bí có sống bên chọc trầm tài bản nét. Chỉ trong cơ hội những khí nhóm có sống ác côn từ đời bốc mai bóng phôn tình ở khả nghĩa đã bán tham đàn sản đạp chân bôi những khí nhóm. Những khí nhóm có sống chung bỏ đọc bốc mai bóng phôn tình ở khả nghĩa với đồng nào mà thác tí chất tí chân ngài bà gọp đời sốc sơ bà tập hiệp tiền tư nâng mộng sống ác côn trả ơn sống chung bệnh liền.